Đã hơn 2 năm kể từ ngày mà nam diễn viên Chadwick Boseman qua đời, khán giả đại chúng nói chung và những người hâm mộ lâu năm của Marvel nói riêng có lẽ sẽ khó có thể hình dung ra được tựa phim Black Panther sẽ đi đâu về đâu sau phần phim đầu tiên đã vô cùng thành công ở phòng vé, cùng với đó là những đề cử và chiến thắng ở các buổi lễ trao giải danh giá. Sự hoài nghi về sự tái sinh của Chiến binh Báo Đen còn được đặt thêm nhiều dấu hỏi bởi chất lượng các bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel sau Avengers Endgame đang có dấu hiệu đi xuống một cách trầm trọng, đỉnh điểm là Thor Love and Thunder. Từ đó, Black Panther Wakanda Forever ra rạp với vai trò cực kỳ lớn, một con bài chủ chốt gỡ gạc lại thể diện cho vũ trụ tỷ đô. Vậy nên ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Way Movie. Chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại và tìm hiểu xem Black Panther Wakanda Forever liệu có phải là một bộ phim tốt, một sự tri ân ý nghĩa dành cho cố diễn viên Chadwick Boseman hay không. Hay đây lại tiếp tục là một nốt trầm khác từ Phase 4 của MCU với hàng loạt màn cợt nhả và không có nhiều giá trị xem lại. Và ngay bây giờ là bài review về Black Panther Wakanda Forever. Vì là kết thúc cho một Phase 4 nên bài review hôm nay sẽ khá là dài. Và trước khi bắt đầu thì các bạn khán giả của Way to Way Movie đừng quên subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ cho ra mắt trong tương lai nha. Còn giờ thì let's go! Wakanda Forever bắt đầu với sự ra đi đầy đột ngột của nhà vua T'Challa. Anh ra đi trước sự bất lực của cô em gái Shuri trong việc tìm ra phương thuốc cứu chữa cho căn bệnh quái ác, cũng như là nỗi buồn mất thêm một người thân khác trong gia đình của nữ hoàng Ramonda. Một năm sau khi mất đi Chiến binh Báo Đen, thế giới nghĩ rằng Wakanda hiện tại sẽ dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu lăm le tìm cách chiếm lấy nguồn tài nguyên khổng lồ là Vibranium của vương quốc này. Giữa lúc tình hình chính trị giữa Wakanda và các cường quốc khác trên thế giới đang tăng cao, vương quốc Talokan dưới sự dẫn dắt của quốc vương Namor bất ngờ xuất hiện. Vậy vì sao một quốc gia ở sâu dưới nước bao nhiêu năm qua lại bắt đầu lộ diện? Namor rốt cuộc có âm mưu gì và kế hoạch của gã phản anh hùng nổi tiếng trong truyện tranh này khi lên phim sẽ ra sao? Shuri cùng các thần dân của Wakanda sẽ phải làm sao để chống trả tình cảnh quốc gia đang bị hai phe khác nhau nhắm vào? Các bạn hãy ra rạp để tự tìm câu trả lời dành riêng cho mình nhé, vì đây là bài review phim chứ không phải là tóm tắt phim. Black Panther Wakanda Forever thực sự là một sự tri ân đầy ý nghĩa và trọn vẹn dành cho cố diễn viên Chadwick Boseman. Phim có một hướng đi, một câu chuyện, một lối khai thác và một diễn biến vô cùng nghiêm túc, độc lập và hoàn toàn tách mình ra khỏi phong cách làm phim hiện tại của vũ trụ điện ảnh Marvel. Thật khó tin là có ngày khán giả trong rạp lại mong phim Marvel có một cảnh hài và một câu đùa đến như vậy, bởi bầu không khí cực kỳ nặng nề mà Wakanda Forever đã đem lại ở hơn 30 phút đầu phim. Thật may là đạo diễn Ryan Coogler cũng rất biết cách tạo ra những khoảnh khắc nghỉ thích hợp để người xem được dễ thở hơn với sự xuất hiện của những Namor hay Riri Williams. Bầu không khí tang lễ của đức vua Wakanda dù đã được thấy thoáng qua trong trailer, song đến khi lên phim, mọi công đoạn của nghi lễ vẫn khiến cho nhiều người xem phải bồi hồi. Sự mất mát của T'Challa không giống như của Tony Stark, đó là một sự mất mát mà ta không thể mong có một ngày nào đó Kevin Feige có thể đem anh quay trở lại phim. Chính nhờ một mở đầu rất ảm đạm mà Black Panther Wakanda Forever đã đem lại, phim là một nốt trầm khác trong Phase 4 của MCU, nhưng đó không phải là sự đi xuống về chất lượng như các bộ phim khác. Đó là sự trầm lắng của toàn bộ người xem tại rạp khi chứng kiến sự ra đi đầy đột ngột của T'Challa, Chadwick Boseman. Mọi thứ diễn ra trong Black Panther Wakanda Forever lại càng trở nên đong đầy cảm xúc hơn nhờ phần nhạc phim vô cùng tuyệt vời được soạn bởi Ludwig Göransson. Không có một âm thanh hay tiếng động nào trong phim là vô nghĩa và tất cả là đều nhờ một công của Ludwig. Một màn thao túng cảm xúc bằng âm thanh quá đỗi hoàn hảo đã được các nhà soạn nhạc quen thuộc của đạo diễn Ryan Coogler đem lại. Phần âm thanh trong phim thực sự chẳng có một điểm chê nào cả. Vừa dẫn dắt tốt tâm trạng của người xem, vừa mang đậm cho mình bản sắc của những âm hưởng từ quốc gia châu Phi. Không có một nhân vật trung tâm vốn đã quen mặt với khán giả từ lâu, Ryan Coogler đã rất tài tình khi thay vì thay thế ngay lập tức một chiến binh báo đen khác để tiếp tục đồng hành cùng với người xem ngay từ đầu, thì vị đạo diễn đã đánh mạnh hơn về những khía cạnh cảm xúc đang bùng nổ của nữ hoàng Ramonda, Okoye, M'Baku và Shuri. Ấn tượng nhất trong hồi 1 của phim đối với mình chính là những màn phát biểu đầy nội lực của nữ hoàng từ vương quốc Wakanda. Nó không chỉ cho thấy được tâm trạng của một người mẹ vừa mới mất con, mà còn cho thấy được tầm vóc của một người đang đứng đầu của một cường quốc. Một sự uy nghiêm và dũng mãnh để cho thấy rằng Wakanda không hề dễ bị tổn thương, dù cho người bảo hộ của vương quốc này không còn. Mối quan hệ giữa Okoye và Shuri vẫn được giữ vững và phát huy một cách cực kỳ tốt trong phần phim thứ hai này. Okoye đã cho thấy được rằng, bên cạnh T'Challa, cô vẫn là một người thân đáng tin cậy để Shuri có thể dựa vào. Còn về phần của nữ diễn viên Letitia Wright trong vai Shuri, cô đã có một màn lột xác đầy ấn tượng và giữ vững được tinh thần Wakanda bất diệt trong phần phim lần này. Còn về phần M'Baku của Winston Duke,
Nếu như Okoye đóng vai trò như một người thần để giúp Shuri giải quyết những tâm tư nội bộ, thì thủ lĩnh của bộ tộc Yabari lại góp công trong việc dẫn lối cho người đứng đầu mới của Wakanda có hướng đi hơn và lựa chọn đúng đắn hơn trên chiến trường. Một sự thay đổi tính đến thời điểm hiện tại là đúng đắn của Marvel Studios, biến một kẻ thù của Black Panther trở thành một người đồng bào đáng tin cậy của Wakanda. Ngoài ra, phim cũng có một hướng đi rất thông minh và cho thấy rằng đạo diễn Ryan Coogler đã có những sự chuẩn bị và ứng phó vô cùng cần thiết sau các biến cố vừa qua. Cách mà những người trong hoàng tộc đối phó với việc không còn tâm hình thảo do đã bị Killmonger đốt sạch đã góp phần là nổi bật hơn hình ảnh cho nhân vật trung tâm mới của bộ phim. Dành cho ai đã vô tình quên, thì tâm hình thảo là loại thần dược do thần Bas ban cho người dân Wakanda. Chỉ những vị vua mới được uống nước từ loài hoa ấy để nhận lấy sức mạnh của Black Panther. Sự tiếp nối vai trò của vị vua Wakanda cũng đã được diễn ra một cách từ tốn chứ không hề vội vã một chút nào. Đến khi khán giả nhận ra ai mới thực sự là người thay thế cố diễn viên Chadwick Boseman, mọi thứ đã gần như xong xuôi và người xem dễ dàng chấp nhận được sự thay thế này. Tuy nhiên, để mạch phim không bị dậm chân tại chỗ quá lâu, sự xuất hiện của Namor đã nhanh chóng biến sự u buồn từ quốc tang của Wakanda thành những diễn biến hấp dẫn và kịch tính hơn. Phản anh hùng trong bộ phim lần này được xây dựng khá là ổn, từ hình tượng cho đến nguồn gốc và sức mạnh. Nam diễn viên Teenage Weda đã có cho mình một khí chất phù hợp để khoác lên mình vai diễn của một nhà vua có tầm ảnh hưởng với quốc gia không khác gì T'Challa ngày trước. Trái ngược lại với phong thái đĩnh đạc và dĩ hòa vi quý của đức vua Wakanda, Namor có cho mình nét tính cách gai góc và bộc trực hơn rất nhiều. Sự nóng nảy và cách hành xử trực diện là những điều cần thiết để xây dựng nên một phản anh hùng ấn tượng. Và Namor là nhân vật có một chặng đường phát triển tốt chỉ sau Shuri trong Black Panther Wakanda Forever. Thứ duy nhất mà Namor còn thiếu chính là một động lực thực sự xứng với tầm vóc của vị vua dưới nước này. Mọi việc xảy ra trong phim thực sự không nặng nề tới mức để Namor chuyện bé xé ra to. Cách hành xử này của anh đã ảnh hưởng một ít đến thiện cảm mà khán giả dành cho anh về sau. Wejue đánh giá động cơ gây sự của anh là chưa thuyết phục lắm. Chưa dừng lại ở đó, nếu như khi chiến đấu, Namor có một sự quyết đoán cần thiết ra sao, thì đến giây phút quyết định, anh lại có cho mình những nước đi vào lòng đất khá là ngớ ngẩn. Một cách xây dựng khiến cho Namor hoàn toàn bị mắc kẹt lại ở ranh giới giữa một phản anh hùng và một phản diện của phim. Về phần của Talokan, vương quốc này sở hữu cho mình những đối lập cần thiết nếu đặt lên bàn cân so với Wakanda. Talokan cũng không hề bị trùng lặp hay nhàm chán nếu so sánh với Atlantis của nhà DC, từ màu sắc cho đến tập tính của những cư dân ở đây. Đế chế dưới biển của nhà Marvel có cho mình tông màu u tối hơn để phù hợp với tộc người dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, cách xây dựng mọi thứ xoay quanh Talokan lại có phần hơi đi ngược lại với những triết lý mà Namor đã gây dựng. Bối cảnh dưới nước của phim không khiến cho người xem tin được rằng Talokan có khả năng gây chiến với cả thế giới. Nó không có cho mình những công nghệ tiên tiến như Wakanda hay những lớp màn bảo vệ tối tân như những vùng đất trên cạn. Tất cả điều đó lại càng khiến cho những động lực của Namor trở nên buồn cười và thiếu cơ sở. Các cận thần của Namor cũng không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến tộc Pandora của Avatar như là phiên bản kém chất lượng hơn. Nhìn chung thì Black Panther Wakanda Forever là một bộ phim chất lượng hiếm hoi trong một giai đoạn cực kỳ nhạt nhòa của vũ trụ điện ảnh Marvel. Về câu chuyện thì bộ phim của Ryan Coogler có cho mình phần nội dung chỉn chu và nghiêm túc nhất của cả Phase 4. Hình ảnh của phim hoàn toàn có thể được xếp ngang hàng với Eternals của đạo diễn Oscar Chloe Yao. Nhưng kỹ xảo thì lại là một câu chuyện khác, bởi khi theo dõi phim còn rất nhiều phần đoạn CGI vẫn chưa được mượt mà. Còn về phần âm thanh thì ao trình có lẽ là những gì đơn giản nhất để nói về kiệt tác đã được Ludwig Göransson xây dựng nên. Wejue mạnh dạn khẳng định là hay nhất từ trước đến giờ của nhà Marvel, khiến cho người xem nổi da gà không kém gì Portal của Avengers Endgame. Rồi, khen đã đủ, giờ thì ta đến phần chê để cùng nhau hiểu rằng Black Panther Wakanda Forever chỉ là một bộ phim đủ tốt để vực dậy tinh thần của các fan lâu năm, nhưng nó vẫn còn khá sạn vặt vãnh không đáng có. Dù là hậu truyện của một phim siêu anh hùng, Black Panther Wakanda Forever lại có quá nhiều điều để chỉ ra rằng phim thực chất chỉ mượn mác siêu anh hùng mà thôi. Về mặt tích cực thì phần phim thứ hai này đã thông qua cái chết của T'Challa và hai quốc gia giả tưởng là Wakanda và Talokan để khai thác và đánh mạnh vào những xung đột chính trị giữa các cường quốc. Phim thậm chí còn có một câu thoại đá xéo mà mình cực kỳ tâm đắc. Tôi chả thể hình dung được ra mọi chuyện sẽ ra sao nếu Mỹ mới là quốc gia độc chiếm Vibranium. Còn về mặt tiêu cực mà chắc chắn sẽ còn nhiều người chê trách về phim, đó là Black Panther Wakanda Forever chả có một trận đánh nào ra hồn cả. Nếu vào năm 2018 thì nhiều người đã không hài lòng với màn giao chiến giữa T'Challa và Killmonger ở cuối phim do mọi thứ cứ nửa nạc nửa mỡ, CGI nửa vời, thì các trận đánh trong Black Panther Wakanda Forever thậm chí còn nhạt nhòa hơn thế rất nhiều. Đặc biệt là những diễn biến diễn ra trong hồi 3,
Một cường quốc quân sự mạnh mẽ với những con người luôn được coi là thông minh nhất trái đất như Wakanda lại có cho mình một chiến lược tấn công phải nói là vô cùng khó hiểu và phi logic. Mặt khác, màn đụng độ giữa hai quốc gia có tiềm lực mạnh nhất trái đất cũng không hề khắc nghiệt và hoành tráng như mình tưởng tượng, cả quân lính lẫn cách mà hai người đứng đầu phe chạm trán với nhau. Sự kịch tính của phim cứ giảm dần về cuối, chứ không hề bùng nổ như cách mà vài phút trước khi kết phim đã xây dựng. Cuối cùng, mình có đôi chút thất vọng khi đặt hơi nhiều kỳ vọng vào màn debut lần này của Riri Williams do nữ diễn viên trẻ Dominic Thorne thể hiện. Cô nàng như là một nhân vật để thêm thắt vào phim, chỉ đơn giản là để PR cho phần phim riêng, nhưng không rõ là nó có thực sự ổn hay không bởi màn thể hiện của cô trong phim cực kỳ nhạt nhòa. Tính cách của Ironheart cũng đã có một phần bị trùng lặp với Shuri, và điều này lại càng khiến cho cô kém nổi bật hơn rất nhiều nếu so với người bạn diễn. Riri cũng thiếu đi cho mình sự đặc trưng riêng mà một Iron Man kế nhiệm có thể khiến cho khán giả nhớ tới. Và nếu được thì mình chỉ ước Black Panther và Wakanda Forever ngắn lại một chút, bởi tất cả điểm sáng ở phim chỉ nằm ở hồi 1 và hồi 3, chứ không nên tập trung quá nhiều vào các biến cố mà Riri Williams đã tạo ra hay những khoảng lặng hời hợt và rông dài ở giữa phim. Túm lại, Wakanda Forever là một bộ phim không hề tệ, nhưng để mà khen nức khen nở hay khiến nhiều người trầm trồ thì có lẽ là không. Bởi mọi cảm xúc đắt giá của phim phần lớn là xuất phát từ màn tri ân ý nghĩa mà Ryan Coogler và dàn cast dành cho cố diễn viên Chadwick Boseman. Nếu bạn đã chạm đáy niềm tin với những bộ phim trong Phase 4 thì chắc chắn Black Panther Wakanda Forever có thể tốt hơn tất cả. Phim cũng có một số màn cameo vô cùng chất lượng đủ để các bạn hú hết ngoài rạp. Và với tất cả những trải nghiệm mà chúng mình đã có ngoài rạp thì 75/100 là số điểm mà Wayne Movie chúng mình dành cho Black Panther Wakanda Forever. Chúng mình khuyên các bạn nên xem phần phim này ngoài rạp để thưởng thức sự tri ân này một cách trọn vẹn nhất có thể. Hiện tại Galaxy Play đang có ưu đãi tặng miễn phí xem Black Panther 2 khi đăng ký gói xem phim chỉ phí 70.000. Vừa được xem lại các phần phim của Marvel trong Phase 4, vừa được khám phá kho phim bản quyền khổng lồ từ Âu sang Á trên Galaxy Play, vừa được trải nghiệm Black Panther phần 2 tại các rạp Galaxy Cinema, CGV, Lotte trên toàn quốc. Link ưu đãi chúng mình sẽ để dưới phần bình luận nhé. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem phần thứ 2 của Chiến binh báo đen này hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên nán lại giảm một chút để theo dõi hết phim, vì Black Panther Wakanda Forever có cho mình một mid credit khá là đắt giá đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.